Có một điều rất dễ nhận thấy đó là sau khi sinh con, các bà mẹ thường trở nên đãng trí hơn, sao nhãng hơn và thậm chí là rất hay quên. Điều đó có thể khiến những bà mẹ rất buồn và dễ trở nên trầm cảm hơn trong suốt quá trình nuôi con, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và cảm xúc của mẹ và bé. Hãy cùng tham khảo ngay 6 mẹo cải thiện trí nhớ của mẹ bầu sau sinh sau đây nhé! 1. Bổ sung các thực phẩm tốt cho trí não. Các loại thực phẩm tốt nhất để cải thiện chức năng não bộ bao gồm trứng, quả óc chó, quả nam việt quất, ngũ cốc nguyên hạt, phô mai và rau bina. Những thực phẩm này có chứa các loại vitamin và khoáng chất như axit béo omega 3, omega 6, chất chống oxy hóa, folate và sắt. Tất cả sẽ giúp bộ não của mẹ hoạt động tốt hơn và cải thiện tối đa tình trạng suy giảm trí nhớ sau sinh. 2. Ngủ nhiều hoặc ít nhất là ngủ đủ giấc. Ngủ có thể được coi là một giấc mơ xa xỉ khi bạn mang thai, đặc biệt là trong 3 tháng cuối của thai kỳ và khi em bé chào đời. Nhưng nếu có thể, các mẹ hãy cố gắng ngủ thật nhiều. Điều này sẽ giúp bộ não của mẹ được nghỉ ngơi và hồi phục. Các loại thực phẩm giàu melatonin như anh đào, chuối và sữa ấm sẽ giúp các mẹ có được giấc ngủ sâu và ngon hơn. Melatonin tự nhiên có chức năng như một chất hỗ trợ giấc ngủ cho cơ thể. Tuy nhiên, mẹ cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi sử dụng bất kỳ chất bổ sung nào khi đang nuôi con nhé. 3. Nhâm nhi một chút sô-cô-la đen mỗi ngày. Chúng ta đều biết sô-cô-la làm cho tâm trạng trở nên tốt hơn. Rất nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng sô-cô-la giúp tăng cường trí nhớ. Cacao chứa flavonoid, một chất cực kỳ tốt cho trí não. Các mẹ hãy thử nhâm nhi mỗi ngày một chút kẹo sô-cô-la hoặc sô-cô-la đen nguyên chất nhé. Chắc chắn sẽ giúp cải thiện ít nhiều tình trạng suy giảm trí nhớ sau sinh đấy. 4. Vận động nhẹ nhàng. Các mẹ thường nắm rõ giới hạn của cơ thể mình hơn bất kỳ ai, vì vậy đừng thúc ép bản thân bằng cách tập thể dục vất vả với mong muốn khôi phục khả năng ghi nhớ sớm nhất có thể. Trên thực tế, việc tập thể dục nhẹ sẽ giúp cung cấp thêm oxy đến não. Điều này sẽ có lợi cho chức năng não và khả năng ghi nhớ cũng như lưu giữ thông tin. Sau đó mẹ hãy vận động nhẹ nhàng thường xuyên để não bộ luôn được thở và vận động nhé. 5. Lên danh sách công việc. Tất cả những gì bạn cần làm, cần mua hoặc cần mang theo khi ra khỏi nhà đều sẽ được đảm bảo đầy đủ nếu bạn lên kế hoạch trước cho mọi thứ. Vì vậy, đừng quên viết ghi chú cho hoạt động mình chuẩn bị thực hiện để chứng suy giảm trí nhớ sau sinh không khiến bạn tốn thời gian tìm kiếm hoặc xử lý các vấn đề gặp rắc rối. Đối với những vật dụng cần thiết như chìa khóa, điện thoại, ví tiền, mắt kính thì bạn nên cất ở một nơi cố định để khi cần đến thì sẽ tìm thấy ngay. 6. Sinh hoạt và chăm con theo một quy trình. Đối với những bà mẹ khó cải thiện chứng suy giảm trí nhớ sau sinh, lời khuyên là bạn nên chăm con hoặc sinh hoạt hàng ngày theo một quy trình nhất định. Điều này sẽ giúp bạn tạo ra một chuỗi thói quen có tính chất lặp lại và gần như sẽ không bỏ sót điều gì khi thực hiện. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá cứng nhắc theo đuổi quy trình này. Thay vào đó, cần có sự linh hoạt và luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Việc bạn biết cách kiểm soát và cân bằng tốt mọi hoạt động sẽ góp phần hạn chế tình trạng suy giảm trí nhớ sau sinh. Trên đây là một số cách cải thiện trí nhớ cực hay cho phụ nữ sau sinh, các mẹ có thể tham khảo để áp dụng. Chúc các mẹ thành công và luôn có một trí nhớ minh mẫn dồi dào.